À, dạ xin chào cô chú anh chị. À, tôi xin Bình Dũ cảm ơn sự ủng hộ của cô chú anh chị mình rất là nhiều. À, em lại thêm một video mới 22 tháng 1. À, đầu video là một em này giống như là một em vua chị cổ vậy mấy anh chị. Cái bản da em này đi dày dữ lắm luôn. À, em này là bản dây, một mặt là da, một mặt là dãy bố. À, nó dày dữ lắm. À, khóa còn đẹp, khóa vàng. À, có dây dây này mình đeo vai được này ha, dây nó dài. À, bản dây này là khoảng 1,5 phân, dây quai. Còn cái dây đeo là khoảng 2,5 phân. Ôi em này da nó dày dữ lắm luôn mấy anh chị, nó y như là Gucci vậy đó ha. Đây cái này nè ha, nhưng mà không phải nha mấy chị. À, gốc nó sẽ có bị đậm đậm cái phần này, da nó dày lắm, có bị đậm cái phần đáy túi luôn ha, rồi không có trầy da nha mấy anh chị, nó láng tức hết luôn ha. Khóa của em này thì nó sẽ có mờ mờ hai mặt rồi giống nhau ha, không có ngăn ngoài. Ở đây người ta bên hông người ta sẽ làm thêm một cái miếng da như thế này. Trời ơi, nó dày dữ lắm. Gốc rồi em thấy được hết trơn này ha. Đây nó đậm xíu thôi mấy anh chị. Túi nó hơi bị nặng nha. Đây nó đậm đậm cái phần da này thôi. Không có trầy miếng nào của hai cái mặt này. Ở đây nó có cái tag gì đây, cái hiệu gì đây nè, trên này nè. Ô mà hơi bị khó nhìn mấy anh chị. Đây nè. Cái chữ nó cách điệu hơi hơi bị khó nhìn. Một khóa chính. Rồi bên trong của em này đây. À, to đùng mấy anh chị ơi, đồ để em coi 6 7 bộ đồ ha, rộng lắm. Ở bên trong đáy túi sẽ có bị dơ, có bị đậm đậm đen đen vài vết anh chị. À, một ngăn lớn một ngăn nhỏ, đây vải màu nâu, cái vải này nó kaki dày dặn, có qua sử dụng mình sẽ thấy nó có bị đậm vải xíu. À, đây sẽ có một cái khóa nhỏ nhỏ, rồi khóa nhẹ tơn luôn, cái ngăn này nó cũng gần tới đáy luôn. Đây cái tác hiệu em này hiệu của Nhật anh chị, Bijushi gì đó của Nhật, ở trên nó có cái chữ một ngăn chính như vậy thôi, không có ngăn phụ, da dày cui, cái túi nó chặt nặng tay nha mấy anh chị. Ồ, nặng chắc. Đây dây bản to, dây này mình có tăng giảm ha, đây tăng giảm thoải mái, khoan khóa này còn vàng ánh luôn, cái bản da này còn mướt rượt nha mấy anh chị, da nó dày, nó không có trầy cấn gì nổi luôn này ha, dày cui chắc đuổi thôi. À, ngay chỗ này nó sẽ có bị đen đen cái phần da ngay chỗ này nè mấy anh chị, ngay chỗ cái miếng da này nè ha, rồi sẽ không có bị trầy khờn da gì ở cái trên cái quai này hết trơn ha, da dày. Ôi nó nặng tự cái túi, chỉ bị đậm da thôi, đậm đậm đen đen xíu thôi mấy chị. À, em này là cao 25, ngang là 38, dày 13, em bán 400, mã là 225, 400 mấy chị, mã 225. Cái túi này xài không biết chừng nào nó hư nè mấy chị, nó dày như thế này ha, rồi chắc đuổi 6 7 bộ đồ. Em tiếp tục đây, một em màu xanh nhạt, em này là Colehan của Mỹ mấy chị. À, Colehan. À, dây này là dây zin ha, bản dây dây dài có tăng giảm, khoen khóa đây khóa còn đẹp nha mấy chị, trắng có dập hiệu nè ha, khóa đẹp lắm, khóa sáng ngời ngời luôn ha, da này nó dày dữ lắm luôn. Đây mấy chị dày cui luôn ha, mình nhìn cái sớ da mình cũng thấy nè, dày thật là dày luôn. Cái tác hiệu có bị mù mờ nhưng mà còn đẹp ghê nè, còn sáng trưng à. Rồi em này là mấy chị, cái phần này nó bị mòn da, nhạt da hơi nhiều nha, cái gốc ha, rồi bốn gốc sẽ có bị nhạt da, da dày nhưng mà sẽ không mới, nhưng mà màu em này nó còn tươi, rồi nó chỉ bị đậm gốc thôi mấy anh chị. Còn hai mặt trên này trước sau gì em thấy nó đẹp da nha ha, nó không có trầy khờn da luôn, bên hông cũng vậy nè, rồi cái màu nó còn tươi lắm. À, không mới ken, rồi ở đây nó sẽ có bị vài vết đậm đậm mà túi còn sáng dữ lắm. Cái dây em này là khoảng 2 phân, khoen khóa thì sáng trưng rồi ha. Đây nè chị, khoen trên này nó cũng còn rất là đẹp luôn, rồi còn sáng lắm, không có trầy khờn luôn, đẹp lắm. Ở bên trong sẽ không có khóa cáo miệng, có hai cái nút, một cái nút bấm và đây là một cái nút nữa nè, rồi bên trong rộng lắm. Rồi bên trong của em này rộng 5 7 bộ đồ được luôn mấy chị, sao to dữ vậy, rộng lắm luôn. Mà mình nhìn cái túi thì nó gọn ha. À đúng rồi, nãy mình xếp lại mấy chị, ý mình gài lại cái này ha. Đây nếu mà mình để cái túi bình thường nó làm vậy thì mình gài lại em thấy nó đẹp quá. Rất là to. Ở bên trong lót sạch đẹp dữ lắm. Cái miệng túi này mình coi cái vải này ha, không có vết trầy khờn nữa mấy chị, không có vết đậm nhạt gì hết trơn, rồi sạch sẽ hết. Đây cái tác hiệu Colehan của Mỹ, rồi cái khóa em này hết hồn. Cái khóa này mấy chị, ở trong nó còn rất là sáng luôn này ha, cái đồ móc khóa một ngăn, rồi to vải dù mấy chị, sạch đẹp dữ lắm. Ở bên trong sẽ giống như là khi sử dụng luôn vậy đó, một ngăn lớn một ngăn nhỏ, vải lót dày dặn sạch bóng luôn. Miệng túi đây, cái phần da bên trong còn sáng trưng mấy anh chị, nó cũng không có khác biệt gì ở bên ngoài này ha. Em này chỉ bị gốc thôi, ở trên đây nè, màu em thấy nó đều đẹp hết trơn.
Rồi mình sẽ gài lại, em thấy gài lại thì cái túi nó sẽ đẹp, túi rộng hơn hả, nhưng mà bên trong lại rất là rộng. Đây dày nha mình chị, cái túi nặng tay luôn nha, chắc chắn nặng tay. Ở đây nó cũng có đi đậm đậm cái đường này ha. Rồi đây mấy chị có khoe đẹp như vậy nè ha. Cái hiệu này mình cũng hay gặp của hàng xin, cũng mắc tiền mấy chị. Rồi đây nó có cái tab đẹp như vậy nè. Rồi bên đây là hiệu, bên đây là cái phần kim loại còn rất là sáng bóng. À, cao là 29, ngang là 28, dày 16. Em bán là 320, mã là 22D. 320 mấy chị, mã là 22D ha. Dây quay em này còn mướt nè mấy chị, coi đẹp nè ha, đều màu hết. Ồ nó to đùng, và da em này thì nó mềm nhưng mà nó dày đánh luôn, nhưng mà nó mềm. Rồi túi nó rủ túi nha. Đây em qua mẫu. Rồi một em này cái màu đẹp quá. Cái màu này màu gì đây, màu xanh xanh gì đó mấy chị, màu nó sẽ chuẩn như thế này ha. Đây ôi màu lạ. À, da này đẹp, dùng da này hàng Ý nha mấy chị. Khoen khóa em này còn rất là sáng luôn này ha, dây đeo nguyên zin. Rồi khoen khóa đẹp, thật là đẹp luôn. Cản dây này là một phân phân cứng thôi. À, dây người ta sẽ không có viền keo, da để mọc này, mới dữ lắm mấy chị. Da dày cui luôn ha, dòng da mềm. À, size nhỏ nhỏ xinh xinh, da còn bóng ngời ngời luôn. Rồi đây mấy cái này nó còn sáng trưng nè mấy chị, mấy cái khoen khóa gì này ha, còn rất là sáng bóng. Không có bị lõi da nha, không em không thấy trầy khờ, có bị đậm đậm nè mấy chị, cái đường này nó bị đậm cái đường viền năm cái đinh. Rồi cái đáy túi này nó mềm xèo ở da chỗ này đó, nó nhăn thôi. Rồi sẽ có bị mờ mờ cái mấy cái phần kim loại này, không có bị một vết trầy nào nha mấy anh chị. Quay dây em này thấy cũng im ru mướt rượt, và màu em này nó đều hết. Ngay chỗ này có một cái chỗ là nó bị khờn da mấy anh chị. Đây ngay chỗ này ha, đây mình đưa tay vô nó sẽ bị nhám nhám tay của mình, nó khờn hơi bị nhiều ngay chỗ này thôi. Rồi cái kiểu em này nó sẽ có, à cái này là có cái nút bấm này ha. Ồ đây à, 1, 2, 2, 4 cái miếng da đắp lại như vậy, sai gọn. À, da nó dày cui à, bên trong khóa kéo ngon. Đây bên trong một ngăn to đùng, ở phần đáy túi mình sẽ thấy có một cái vết hồng hồng nhẹ nhẹ mấy anh chị. Nó sẽ có một cái ngăn phụ, cái dây kéo này nó sẽ bị đậm cái miệng của dây kéo này ha. Một cái khóa. Rồi cái ngăn này nó rất là rộng luôn nè, sâu tới đáy, rộng mênh mông. Giải này dày dặn mấy anh chị, giải dày cui luôn ha. Ở đây nó có cái tag là New Leather, rồi New Yorker, Made in Italy. À, rộng bên trong. Khóa kéo em này nó nhẹ, thật là nhẹ luôn mấy anh chị. Cái đầu khóa nó mới tinh luôn nè ha. Em này bản da rất là mới luôn, có một cái vết khờn da thôi. Ở đây nè mấy chị, mình nhìn sẽ thấy nè ha. Đây, đây nó rờ nó sẽ bị nhám tay nha. Rồi ngoài ra quai dây rồi nguyên zin đẹp hết luôn nè. Đây cái kiểu em này như vậy, cái dòng da em này nó dày mấy chị, và nó mềm như vậy ha, túi nhẹ nhàng. Rồi rất là mới luôn, size rất là dễ thương. À, cao là 18, ngang là 21, dày 17. À, em bán 350, mã 224, 350 mấy chị, mã 224, có một tí xíu lỗi da ha. Rồi em qua mẫu. Một em dán cặp mấy chị, tay form đẹp ghê ha, cốt Mỹ nha mấy chị. Lần đầu tiên mình có một em cốt mà dán cặp như thế này ha. Dòng da này nguyên miếng mấy chị, trời ơi, nó đẹp dữ lắm luôn. À, em này thì cái độ mới nó không cao đâu. À, em thấy nó sẽ có đẹp bên chị, nó có mấy vết khờn khờn da ha. Rồi nó cũng có bị đậm đậm da, cái da nó sẽ không bóng lắm. À, mình nhìn kỹ mình sẽ thấy nó có đậm đậm da. Đây cái đường viền cũng có đậm cái đường này nè, đây. Rồi có đậm đường này ha. Quai dây thì nó cứng nhắc như thế này đây mấy chị. Khoen khóa thì cái màu của nó là màu đồng. Bản dây này là 1,5 phân. Dây là dây dính liền ha. Cái màu dây em thấy nó sẽ khác khác cái màu túi một chút xíu nè. Em cảm thấy nó hơi bị khác. Rồi à, tăng giảm là cái mấy cái nấc như thế này nè. Tăng giảm là hai bên ha. Rồi đeo vai đeo chéo đều được. Dây thì còn đẹp lắm. Da nó bứt rượt ha. Nhưng mà cái màu này em cảm thấy nó sẽ không có trùng lắm nè mấy chị. Đây. Đây nè. Những cái da chỗ này nè sẽ có bị nhạt nhạt da. Gốc nè. Trời ơi mấy chị nhìn da dày như vậy nè. Dày một khúc da luôn ha. Rồi sẽ có bị đậm đậm đen đen vài vết như thế này. Không phải là mới tinh. Mặt sau đẹp nha, mặt sau nè có trầy khờn nhẹ thôi mấy anh chị, và em thấy cái màu nó còn khá là đều nè ha. Đây mấy chị nhìn về nó sẽ thấy nó đậm cái đường viền như thế này nè. Rồi hai bên luôn ha. À, quai dây thì cứng ngắc luôn bên trong. Ồ cái size em nãy dễ thương nè mấy chị, và cái form nó cứng form như thế này, nó đứng form luôn, nó dày da dữ lắm. Rồi có một cái khóa này vàng, không có bị tróc màu nhưng mà có bị mù mờ. Rồi cái khóa nhỏ xíu à. Bên trong đây bên trong nguyên một cái miếng da ha. Đây cái nắp nè, ở đây mình sẽ thấy da nó có bị đậm đậm hơn à, so với lại trên này một chút xíu.
À đây một ngăn to, ở đây sẽ có một cái ngăn nhỏ nữa. À, mã cốt rồi hiệu cốt nha chị, người ta sẽ dập thẳng lên cái miếng da này nè ha. Rồi em có thấy rồi rõ ràng chữ mấy anh chị ơi, hiệu này ha. Rồi, à, mã cốt nằm ở trong đây, rồi nguyên một cái tấm da luôn ở bên hông như thế này luôn. Ở bên đây sẽ có một ngăn nữa, đây nguyên một miếng da, da dày cộm luôn nha mấy anh chị, không có tí giải nào hết trơn ha. Đây cơm dán cặp, màu này màu đỏ đô mấy anh chị. Rồi size là cái size đẹp, gọn gọn xinh xinh, à, không mới ken mấy anh chị, da xịn sò ha, nhưng mà không mới ken. Rồi ở đây nó sẽ có cái tag code nè, cái thẻ da. À, cao là 21, ngang cũng 21 luôn. À, dày 4 phân. À, em bán 450, mã là 3 số 2. 450 mấy anh chị, mã 3 số 2. Màu đỏ, code Mỹ mấy anh chị. Rồi tiếp tục. Tiếp tục một em màu màu hồng mấy anh chị. À, Samatha, à, hiệu của Nhật ha. À, phơm công sở, à, độ mới cao, dòng da xước. Đây, dòng da xước, da này nó sẽ hạn chế trầy khờm mấy anh chị. Em này nó còn mới dữ lắm, khoen phát còn sáng ngời luôn. Hiệu ở đây, gốc sẽ có bị đậm xíu thôi, rồi có bị đậm bốn gốc. Đáy túi rất là đẹp luôn ha, bằng da này nó láng o, nó không có bị trầy khờn gì hết luôn, hai mặt luôn mấy chị. À đây sẽ có hai cái nút bấm, rồi hai mặt da sẽ không có tì vết, chỉ bị cái gốc thôi, dây nó mới nè mấy anh chị ha, dây là dây zin của nó nè. Rồi người ta sẽ khoan lỗ như thế này, đều hết cái dây, dây này mình ngắn thôi, đeo vai, khoảng dây này là khoảng 2,5 phân. Rồi quai dây của em này nó sẽ có bị đậm xíu nha mấy anh chị. Đây, đậm cái đường này, chỗ cầm nắm này ha. Đó, nó sẽ có khác này khoảng một tông ha. Ở bên này, đây, có đậm đậm. Ở bên trong là không có khóa kéo miệng, một cái nút bấm khoen khóa thì vàng rực như thế này ha. Rồi, còn rất là mới. Bên trong lót vải màu đỏ, ô nó sạch sẽ. Một cái khóa, khóa cũng là cái khóa hiệu này, khóa trong nó mới dữ lắm. Khóa cái ngăn này nó sâu tới đáy mấy anh chị, vẫy vẫy phi ha. À đây cái tác hiệu Samatha, một ngăn lớn một ngăn nhỏ. À vải lót rất là sạch, khóa kéo ngon lành ha. Đây nó to đùng mấy anh chị, ở trong rộng dữ lắm luôn ha, và rất là sạch sẽ luôn, gọn gàng. Ở đây nó có cái đồ móc khóa còn sáng trưng luôn này ha, cái bảng da luôn. À không có khóa kéo miệng, một cái nút bấm thôi, phơm công sở. Rồi đây mấy anh chị nó còn vàng rực luôn ha, vàng phá. Và phơm cứng phơm mấy anh chị. Da nó dẻo nha, đây. Da nó dày, nó dẻo, à, như phơm còn cứng. Mới lắm. À, cao là 26, ngang là 36, dày 13. Em bán 430, mã là 22Y. 430 mấy anh chị, mã là 22Y ha. Rồi em qua mẫu mới em này. Em này là Louis Watery mấy anh chị. À đây, à, cái size em này đẹp lắm nè. À, cái em này nó sẽ có bị đậm đậm cái đường viền của cái phần canvas này mấy chị, đậm đều đều hết trơn này ha. Đây bị đậm cái này, cái đường viền á, màu nâu nâu đậm luôn. Em này thì không mới nè, bản da ngay chỗ này nè, tay cầm nó sẽ có bị nhạt nhạt màu ha. Rồi khoen khóa thì lại được, khoen khóa dập hiệu lại còn sáng trưng. Canvas à, màu nâu phối với lại cái này là cái màu xám xám gì nè ha, xám xanh. Đây mấy chị, nó sẽ có trầy khờn cái phần này, và bốn đinh có in hiệu hết trơn này ha. À, cái phần da màu nâu nó dày dặn nhưng không mới. Rồi nó sẽ có bị nhạt nhạt da như thế này. Canvas thì không có lỗi mấy anh chị, nó dày cui như thế này ha, nó bị đậm đậm một chút xíu chỗ này. Không có ngăn ngoài. À bên trong một khóa, hai đầu khóa ha, khóa hiệu luôn màu trắng. Bên trong lót rất là sạch đẹp, lót vải màu xanh in hiệu hãng, có định đáy mấy anh chị, đẹp thẳng băng luôn ha. Cái logo thật là đẹp luôn, cái logo màu xanh này luôn luôn đẹp, mới tinh nè, lúc nào nó cũng mới. Khóa bên trong rất là mới. Ở bên trong em này sạch sẽ tươm tất. À, giải dù mấy chị, dày thật là dày luôn, cái màu xanh rất là đẹp. Lót vải in hiệu hãng, một ngăn lớn một ngăn nhỏ, có định đáy và thẳng băng ha. Gọn gàng sạch sẽ em này là bên trong. Ở bên ngoài da sẽ có bị vài vết khờn nhạt da. À, phơm thì cứng nhắc à. Đây. Rồi sẽ không có ngăn ngoài. Louis Watery, khoen khóa em này ăn điểm mà chị còn sáng trưng à. Cao 19, ngang là 34, dày 10 phân. À, em bán em này là 370, mã là 22B. 370 mấy anh chị, mã là 22B. Rồi em qua mẫu. Một em cốt Mỹ nữa nè mấy anh chị. À, cũng lạ quá ha. Và em này rất là đẹp, em này độ mới nó sẽ cao hơn cái màu đỏ. À, dây này mấy anh chị coi dây này, dây cộm như thế này. Đây. À cái này nè mấy chị, mặt trong là người ta để cái phần da mộc nè ha, nguyên một cái miếng da
Dây quai em này rất là dày rồi, mình có tăng giảm được hai bên này ha, đây còn nhiều nấc nè. Em nghĩ cái đang ở mức đeo chéo này ha, mình có thể hạ thấp để mà đeo ngắn lại. Rồi khoan khóa em này cái màu trắng là cái trắng bạc mấy anh chị, nó sẽ không sáng quắc như là mọi lần mình hay thấy của hiệu Watercoat ha. Da thì rất là xịn luôn. Em này nè mấy anh chị, nó sẽ có đậm nhưng mà ít lắm. Rồi có đậm đậm nhạt nhạt vài vết như thế này thôi. Gốc thì đẹp hơn cái em vừa em đỏ. Rồi cái form em này nó rất là đẹp, da nó cũng dày cộm. Em này da còn dày hơn cái em màu đỏ luôn. Ở đây nó sẽ có gì đây? Có một cái vết cứng cứng thôi. Rồi màu rất là đẹp mấy anh chị ơi. Đây màu nó sẽ như thế này ha. Chuẩn nó sẽ là như vậy. Rồi size rất là dễ thương và rất là rộng bên trong đó nè. Ở bên hông này mấy chị nó sẽ có bị nhạt nhạt da cái chỗ này nha. Đây em sẽ thấy nó có bị nhạt cái đường này nè chút xíu ở đây thôi. Bên đây thì không thấy. Có một cái ngăn ngoài ha. Rồi bên trong nguyên một cái tấm da nữa này mấy anh chị ha. Đây rồi cái này đây cũng là da. Ở đây nó sẽ có bị đậm đậm vài vết như thế này ha, cái màu vàng đẹp như vậy. Ồ da mấy chị dày cui luôn ha, và nó dẻo da. Cũng có một ngăn to và một cái ngăn nhỏ y như cái em màu đỏ. Rồi code cũng dập trên cái miếng da này nè mấy anh chị, mã code hiệu rồi này kia trên cái miếng da này. Trời ơi em này đẹp mấy anh chị, ở bên trong cái nào màu vàng em này còn sạch sẽ dữ lắm. Đây hơi bị khó thấy ha, đây ở bên trong nó còn vàng ánh như thế này, em nhìn kỹ cái coi. Rồi không có dơ nha mấy anh chị, còn vàng đẹp lắm. Ở bên đây nè, ở đây mình nhìn được nè ha, ở dưới này là nguyên miếng da người ta sẽ bẻ vô đây, còn vàng rực luôn. Ôi đẹp quá luôn. Rồi bên đây nó mới tinh nè ha, một ngăn trong cũng sạch đẹp cái ngăn trong này. Em này có khóa kéo, cái em màu đỏ không có khóa kéo mấy anh chị. Ở đây em này được cái khóa kéo nha. Rồi da dày cộm luôn. Ồ da dày khủng khiếp lắm mấy anh chị ơi, và cái túi sẽ không có nặng đó. Ở ngoài đây mình sẽ có một cái ngăn nữa nè. Đây ở đây nó sẽ có bị đậm đậm vài vết ở đây nè mấy anh chị, cái phần này. Cái bên trong này thì là sạch đẹp. Đồ da đã dữ lắm nè, đây nó về nó dẻo đi ha, nó dày và nó dẻo. Rồi form em này rất là đẹp luôn, nó nhỏ nhỏ xinh xinh, nó nhỏ hơn cái em màu đỏ nha mấy chị, form gọn hơn à. Trời màu cũng đẹp nữa, da nó rất là xịn. Em này sẽ không có cái thẻ code. Cao là 18, ngang là 20, dày 6 phân. Em bán em này là 530, mã là 220, 530, mã là 220. Em này nó đẹp dữ lắm mấy chị ơi, em qua mẫu. Rồi tiếp tục một em này là túi tót mấy anh chị. Canvas phối với lại da ha, cái màu này là xám, màu kem phối với lại cái màu vàng bò. Rồi em này là Haji của Korea ha, đây cái logo của cái hiệu này. Cái canvas em này nó rất là đẹp, cái phần da màu bò thì quai nó sẽ có bị đậm đậm da chút xíu nè ha. Da này nó mềm, cái phần canvas em này nó dẻo mấy anh chị. Nó không có bị cứng nhắc nè. Da màu bò sẽ có bị đậm đậm, gốc cái đường viền có đậm xíu thôi. Rồi đẹp ghê nè ha, đáy túi cũng đẹp, cái phần canvas em này đẹp, thật là đẹp luôn. Bên hông, bên hông em thấy phần da nó rất là đẹp rồi. Em này chỉ bị duy nhất là cái phần quai này mấy chị, nó sẽ có bị đậm đậm. Rồi một phần là cái phần viền, người ta sẽ không có viền keo, người ta để mọc ha. Đây mình nhìn mình sẽ thấy nó hơi bị đậm đậm cái phần viền nè. Rồi da thì đã dữ lắm, em ru mấy chị, đây. Đậm xíu thôi, không có bị nhiều, không bị xấu nha mấy chị. Rồi ở bên trong khoen khóa thì còn vàng ánh luôn nè, dập hiệu hết trơn nè mấy anh chị. Đây Haji, một nút bấm ha. Ở đây nó sẽ có một cái khóa có thể xài hai kiểu nè em này nè ha, một là túi tốt, còn hai là mình gài lại thì cái túi nó sẽ như này, giống cái em màu xanh của cô Liha hồi nãy nè ha. Hơi cũng đẹp mấy anh chị, nó túm hơi bị nhiều. Rồi đây, ở đây nó sẽ có một cái khóa lưỡi gà ha, đây một cái khóa, đây có một cái khoen mình gài lại. Ở bên trong em nãy sạch đẹp dữ lắm. Vải cái màu nâu, đây vải còn rất là đẹp mấy anh chị, bên trong mới dữ lắm. Một cái khóa phụ nè, khóa cũng là cái khóa hiệu nè, khóa bên trong nó rất là đẹp luôn nè, cái chữ H. Một nha, sâu tới đến đáy luôn ha. Rồi cái tách hiệu Haji, miếng tách da luôn nè ha. Da dày cộm, rồi có mã code bên đây nè mấy anh chị, dưới nè ha, đây. Hai cái miếng da người ta sẽ đắp lại như thế này. Đây, da nè, da thật 100% rồi, có mã code. Ở bên đây là một ngăn lớn, một ngăn nhỏ. Đây, vải lót em này sạch đẹp dữ lắm, mới tinh. Em này chỉ bị điểm trừ chút xíu là cái phần dây này bị đậm đậm thôi. Ngoài ra đẹp hết trơn, khoen khóa cũng đẹp nè. Rồi cái khóa này còn vàng ánh luôn nè. Đẹp hết mấy anh chị. Và cái màu nó khá là đẹp luôn ha. Mình ít có mấy cái màu này lắm. Phối đẹp, phối tông rất là đẹp luôn.
cao là 24, ngang là 29, dày 13. Em bé em này là 308, mã là 226. 308, mã 226. Em qua mẫu. Tiếp tục em của Korea mấy chị. Vincent Ben, da dập vân thiên nga. Cái màu của nó em thấy nó giống như là xám xám chứ không phải là đen ha. Đúng rồi, tông xám. Cái hiệu này người ta sẽ hay làm những cái phụ kiện có màu sắc chút xíu. Cái màu của nó là màu vàng hồng anh chị. Ôi, hiệu dập trên này hết trơn này, nhỏ nhỏ nha. Đây ha. Rồi cái logo nè, hiệu dập từng khoen khóa hết trơn luôn. Đây cái logo này nhiều màu sắc. Da đẹp. Ở đây cái này là cái vân da nha mấy chị, không phải lỗi nha. Da này em này còn mới lắm. Gốc cũng được hết trơn nè. Còn rất là mới, da không có lỗi da gốc, mình thấy nó rất là đẹp luôn nè ha. Ở đây người ta sẽ có cái kiểu, cái này là da dập vân vân gì vân xấu ha. Da này dòng da láng, mình xách tay mấy anh chị, size nhỏ nhỏ xinh xinh, size gọn đẹp nè. Rút miệng ở đây nó sẽ có một cái miếng nắp nè ha, đây nút bấm. Rồi bên trong em này cái miệng túi nó rộng mấy anh chị ha, đây mình tháo cái dây này ra nó rất là rộng luôn nè. Đây rồi khoen khóa này mấy chị coi đẹp nè ha, cái màu vàng hồng rất là đẹp luôn nè, đều hết trơn. Em này độ mới cao lắm. Cái nắp nè và cái bản da nó màu xanh như thế này, da này giống như là có phủ bóng, em thấy nó bóng ngời ngời đẹp ghê nè, nó nhũ nhũ á. Đây rất là đẹp cái miệng túi, có một cái khóa khóa giọt nước ở đây, nó có cái tag hiệu Vincent Ben này ha. Đây màu tím màu vàng gì đây. Rồi cái này là vải vải dù mấy chị, in logo hãng nè, hiệu hãng nè ha. Đây có hoa văn một ngăn, ở bên đây là một ngăn lớn một ngăn nhỏ, vải lót sạch đẹp dữ lắm. Rồi rất là mới luôn mấy chị ha, đây sạch đẹp mới tinh nè, không có vết dơ nè. Rồi sẽ có một cái nút bấm rút miệng. Da này nó dày mấy chị, và dòng da này nó nhẹ thôi. Rồi da này nó chắc dữ lắm nè, cái phần quai da của em này nó còn rất là chắc chắn luôn ha. Rồi mình rút rồi mình tùy chỉnh, mình muốn rộng chật gì mình kéo dây thôi. Size rất là dễ thương, tiểu dễ thương ghê. Cao là 22, ngang là 30, dày 11. Em bé em này là 303, mã là 22W. 330 mấy anh chị, mã 22W, mới tin em này mấy anh chị ha. Cái dây này đấy chứ, cái dây này còn đẹp nha mấy anh chị, mướt rượt à, bản dây phân rưỡi này ha. Đây, quai da em này nó mềm, thật là mềm luôn, và mình rào nè, láng o. Em qua mẫu. Tiếp tục một em túi bản đồ nha mấy anh chị, đeo vai. Em này là hiệu này mấy anh chị, Martini của Ý này ha, là cái hiệu chuyên về dòng bản đồ. Nó rất là đắt luôn mấy anh chị, mấy chục triệu một cái túi ha. Rồi nó xịn lắm, mình sẽ thấy rất là nhiều túi bản đồ mấy anh chị, nhưng mà cái hiệu này mới đúng là của Ý, là chuyên về cái dòng này ha. Rồi mình đeo vai, cái bản da của em này là da bò phối. Cái phần da bò sẽ không có mới mấy anh chị, nó sẽ bị đậm nè ha. Rồi ở đây nó sẽ có khờn khờn, nó xịn, cái phần canvas rất là xịn luôn. Đây mấy anh chị, màu nó thật là đẹp luôn ha. Em cũng hay có những cái dòng bản đồ nhưng mà không có phải là cái hiệu này, nó không có đúng. Này mới là đúng hàng Ý nè ha, xịn sò. Rồi quai dây em này nó cũng sẽ có bị đậm đậm, mình đeo vai như thế này, size rất là đẹp luôn. Có một cái là bản da nó sẽ không được mới, canvas thì không có lỗi gì, mấy chị nó dày, thật là dày luôn ha. Đấy túi coi đẹp này ha, nó cũng có bị đậm đậm cái phần gốc, cái phần canvas này ha. Đây nó dày cui, nó không có trầy khờn, chỉ bị đậm thôi. Không có ngăn ngoài gì hết trơn, ở đây nó sẽ có một cái khoa nút như thế này. Đây mở ra như thế này, không có kính miệng mấy chị. Dây sẽ là dây dính liền, khoen khóa ở bên này nó sẽ có bị mù mờ, nó vàng mấy chị nhưng mà nó sẽ có bị mù mờ, tăng giảm có 2 nấc thôi. Vẫn là đeo vai ha. Ở bên trong là lót da, nó sẽ có bị dơ mấy chị, vết mực màu tím ha. Rồi thẳng băng nè, và dày cui luôn ha. Lót da là da thật luôn nha mấy chị. Ở đây sẽ có một cái khóa, trời cái khóa nó đẹp lắm mấy chị ơi. Khóa nó xịn. Một ngăn. Ở bên đây nó cũng có bị đậm đậm luôn này ha, là da thật luôn. Đây khóa là khóa hiệu như thế này, nó to đùng như thế này, còn vàng ánh nè, có mờ mờ xíu và không có trầy khờn, một ngăn thôi. Rồi một cái khóa phụ thôi. Đây mấy chị cái tách hiệu này ha, Made in Italy. Cái miệng túi nó sẽ hở như vậy mấy chị ơi, gài lại không có khóa, thôi nó cứng ngắc cái phơm ha. Đây xịn sò em này mấy chị, cái màu em này nó đẹp, thật là đẹp luôn, và cái size cũng là cái size đẹp, con cái không mới kèm. Cao là 16, ngang là 24, dày 5 phân. Em bé em này là 408, mã là 223. 408, mã 223. Hiệu này mắc dữ lắm nha mấy anh chị ha. Và rồi em qua mẫu. Một em màu đen, em này là mình xách tay mấy chị, em này giá đẹp dữ lắm. Cái kiểu em này nè ha, nó rất là dễ thương. Da nó xíp xíp lại như thế này, con ở trên này ha. Dòng da này nó dày và nó mềm đã lắm. Độ mới cao mấy anh chị, gốc nè, coi đẹp nè ha. Ở đây nó sẽ có bị một cái vết gì đây.
cứng cứng ngay chỗ này. Rồi khoen khóa còn sáng trưng nè mấy anh chị, chỉ là màu nâu em thấy nó còn đều đẹp lắm nè, khóa còn rất là sáng luôn. Em này mới, bốn cái đinh đáy túi cũng đẹp nè, không có bị trầy gốc khờn gốc gì luôn. Hai mặt da đẹp mấy anh chị, chỉ bị duy nhất cái chỗ này có bị hai cái vết cứng nhẹ nhẹ thôi, ở bên nó đẹp thật là đẹp luôn nè. Rồi cái phơm mới dán em này mấy anh chị coi xinh nè, và túi gọn hơ rồi ha. Đây cái bảng dây này thì em mới thấy mướt rượt luôn nè, chỉ màu nổi vẫn còn rất là đẹp. Bên trong có hai đầu khóa nè, nó kéo nhẹ dữ. Rồi bên trong em này nó sạch đẹp dữ lắm luôn. Ở đây có cái tát hiệu, em này hiệu của Ý nha mấy chị. Cái bag tách da, rồi đẹp ghê luôn nè. Cái bảng da này nó xịn dữ lắm luôn. Lót bên trong rất là sạch. Rồi đây in hiệu hãng mấy chị. Một ngăn tát sáng trưng, một ngăn khóa. Rồi cái ngăn này nó 2/3 túi. Bên đây có một ngăn lớn, một ngăn nhỏ. Vải em này nó dày dặn và nó đẹp, thật là đẹp, nó mới, tìm không ra một vết dơ. Em này nó mới dữ lắm không chị, và dòng da em này nó đẹp, thật là đẹp luôn. Rồi khóa sáng trưng luôn, kiểu em này nó duyên. Rồi da nó sẽ mềm như vậy, mấy chị, nó dày, nó dẻo, đã lắm. Rồi túi mềm xèo, ở bên trong em này chắc 3-4 bộ đồ nha mấy chị. Rồi túi nhẹ lắm. Cao là 23 ngang 27, dày 8 phân, em bán 450, mã là 229. 450, mã 229, một em hàng Ý còn mới tinh luôn nha mấy anh chị. Em màu đen Elegant của Pháp. Em này là có dây đeo, bản dây này là khoảng 2 phân. Em này còn mới dữ lắm nè mấy anh chị, khoen khóa còn rất là đẹp luôn. Dây có tăng giảm, rồi đeo vai đeo chéo đều được, khóa là khóa rời. Khoen khóa em này còn sáng ngời ngời luôn nè. Ôi nó đẹp dữ lắm luôn nè ha, vàng khè. Đây, hiệu dập trên này, bản da em này cũng rất là đẹp mấy anh chị, gốc. Gốc đẹp luôn nè, không có khờn luôn. Bốn đinh có in hiệu dưới này, ở đây nó sẽ có cứng với phần đáy thôi. Đây mặt này mình sẽ thấy nó đẹp là ha, nó đều đều hết trơn này ha. Ở đây người ta sẽ dập cái ô như thế này, hai bên hông kiểu tí nè. Rồi khóa hiệu này mấy anh chị, khóa to đùng, trụ khóa này còn mới dữ lắm nè, mới tinh luôn, không có tí lỗi da mấy anh chị ơi. Một khóa mặt sau lót vải màu đen in hiệu hãng rồi nè. Thường thường mình sẽ thấy hay lót vải màu tím ha, em này lót vải màu đen. Ở bên trong có một cái khóa kéo miệng, khóa là khóa đồng bộ, khóa hiệu hết luôn. Rồi khóa nhẹ tên. Trong nó sạch đẹp dữ lắm luôn. Em này độ mới cao dữ. Đây mấy chị lót vải in hiệu hãng này, hai ngăn một khóa giữa, đây sẽ có một cái ngăn. Khóa cũng là cái khóa hiệu nè, mới tinh luôn. Rồi khóa nhẹ tên, dãy dù in hiệu hãng mấy chị. Ở bên đây, rồi cái tát hiệu, rồi cái tát hiệu nó còn sáng trưng. Rồi khóa đồng bộ hết nha mấy chị, khóa đẹp hết luôn á. Ôi em này nó mới dữ lắm, dễ dù. Dải này nó dày dặn. Rồi sạch, rất là rộng bên trong. Khóa vàng ánh luôn, rồi khóa nó nhẹ ha. Cái đầu kéo nè, đây, đầu dây kéo đẹp, thật là đẹp, in hiệu nè. Rồi em này gọn gàng, tươm tất, sạch sẽ, không có một cái gì để chê. Da dày mấy chị, túi đầm chắc không nặng trĩu. Rồi phơm em này nè ha, rất là đẹp, cái size là cái size vừa vừa thôi. Cao là 22, ngang miệng 25, ngang đáy 32, dày 14. Em bán 450 mã 218, 450 mã 218, mới tin em này nha mấy anh chị, hiệu xịn của Pháp. Đây tiếp tục một em Valentino mấy anh chị. Em này lại là bản dây là đeo chéo nha. Trời ơi cái da em này nó dày, cái phần quai này ha, dây này rất là dày luôn ha. Mình sẽ ít thấy cái dòng này mấy anh chị, cái dòng đeo chéo như thế này ha, rất là ít luôn. Rồi em này nó còn rất là đẹp mấy anh chị, so ra từ trước tới giờ em thấy lần đầu tiên có em này nó mới nhiều đó, nó mới dữ đó. Hiệu dập trên này, ở đây nó sẽ có bị khờn rất là nhẹ cái gốc, cái phần viền da đây rất là nhẹ ha. Em này phơm còn rất là đẹp đây. Rồi Valentino dập ở trên này, cái phần khóa này thì nó sẽ có mờ mờ xíu, không có lỗi gì mấy anh chị ha. Cái phần này nó sẽ không có bị dợp dợp lên giống như mà mình hay thấy của cái hiệu này. Rồi cái phần da trên đây nó sẽ có nhăn nhăn da thôi. Da thì mướt nha, cái phần qua da bò này ha, rất là mướt luôn và nó rất là dày luôn. Khoen khóa cũng có dập hiệu nè, ở đây nó sẽ có mờ mờ cái màu rồi nè. Ngăn sẽ nằm ở bên này hết, bên đây sẽ không có ngăn. Một khóa chính, rồi khóa cũng là cái khóa hiệu, cái khóa là cái đầu cái chữ V. Đây cái hiệu này sẽ luôn luôn lót da nha mấy chị, lót da thật. Ở đây cái phần da thật nó cũng có bị trầy khờn của cái vết xước ngón tay này kia đó. Rồi đỉnh đáy thì mấy chị thẳng băng đẹp lắm nha. Có trầy khờn cái phần da bên trong, không phải là mới ken. Một cái khóa, cái khóa này là cái khóa IKK. Ở đây nè, đây mấy chị, da này ha.
ở bên trong, ở bên trong nó có viết rồi, ở bên trong này mấy chị có viết chữ này ha, chữ chữ Trung, chữ Nhật gì đó thì em không biết được. Một khóa trong cái ngăn phụ. Rồi cái tag lại còn rất là đẹp luôn mấy chị, cái tag nó còn rất là mới luôn ha. Ít thấy có cái tag nào mới lắm. Rồi chỉ một cái khóa thôi. Ở đây sẽ có được quá trời ngăn. Cái này là cái nút bấm. Một ngăn to. Ở đây nó cũng có bị khờn khờn vết móng tay vậy đó mấy chị ơi, cái phần da ha. Rồi một ngăn, ở đây sẽ có một cái nắp nữa. Rồi cái phần này là da bò. Ở dưới này là da da màu nâu. Rồi đây. Ngăn nhiều, có một cái nút gài lại, em thì quá trời xinh rồi. Size rộng rãi. Túi hình chữ nhật. Rồi quá ngon. Ồ cái dây nó hơi bị cứng luôn nè mấy anh chị ha. Đây, cái phơm nó sẽ chưa có thẳng phơm này ha. Rồi túi cứng cơ cứng cáp dữ luôn. Ồ rất đẹp nha mấy anh chị, size rộng rãi. Em này là em nghĩ là mấy mấy anh xài cũng được nè. Dây bản to. Cái bản này là 2,5 phân luôn. Dây bản to nam xài được luôn. Cao là 18, ngang là 26, dày 6 phân. Em bán 450, mã 221, 450, mã 221, một em Valentino. Cái phone của em này rất là ít thấy nha mấy chị, cũng giống như cũng hơi hàng hiếm luôn đó. Em qua mẫu. Em phone trống, phone du lịch mấy chị, nhưng size gọn gọn thôi. Cái màu này là cái nâu này em thấy nó giống như là tím vậy ha, giống như nâu tím. Cái này thì nó sẽ nhạt hơn. Quay dây em này là dây zin rồi nè. Cái bản dây này nó to. Nó ở dưới đây nó nhỏ, trên đây nó sẽ to. Ở đây chắc khoảng 3,5 phân. Ở dưới đây nhỏ lại có tăng giảm. Khoan khóa em này còn sáng trưng luôn, khóa trắng. Em này còn mới dữ. Đây, rồi khóa còn rất là đẹp mấy anh chị. Dây này là dây zin ha. Đây, người ta sẽ dập nè mấy anh chị ha, zin hiệu. Rồi em này mới nha mấy anh chị, gốc nó còn rất là được. Cái gốc này sẽ có bị khờn rất là nhẹ chỗ này. Đấy, túi đẹp nè. Ôi em này da đã lắm. Da nha mấy chị, da người ta sẽ dập cái logo hãng nè. Rồi đẹp da. Khoan khóa còn rất là sáng luôn ha. Dây bên này nó cứng nhắc cái phần qua dây chỗ này. Đây. Em coi coi, không có bị trầy khờn mấy chị, da còn mướt được. Em này độ mới cao dữ lắm. Dây có tăng giảm. Không có ngăn ngoài ha, hai đầu khóa. Rồi khóa vàng ánh ha. Đây bên trong lớp vải màu nâu nó mới tinh nè mấy anh chị ơi, đẹp quá trời luôn ha. Em này rộng nha, bốn bộ đồ em thấy thoải mái luôn, một ngăn lớn một ngăn nhỏ. Trời cái vải này đã dữ vậy, nó dày cui và nó mới tinh luôn nha. Một khóa nè, khóa cũng là cái khóa hiệu. Trời khóa nó dễ thương lắm, mới tinh. Một ngăn khóa phụ, cái ngăn này sẽ sâu tới đáy. Cái vải em này đã dữ, tết hiệu, rộng mênh mông và cái em này cái size nó rất là dễ thương. Rồi đáy túi để em coi, định đáy rồi mấy anh chị ơi, sạch đẹp dữ lắm. 4-5 bộ đồ. Da này nè, đây mấy chị, nó mềm mềm vậy ha. Rồi phơm còn đẹp, túi không nặng chút nào luôn. Mới tinh nè, hai đầu khóa. Cao là 25, ngang 28, dày 15. Em bán em này là 430, mã là 22G. 430, mã là 22G, rất là mới luôn mấy chị ha. Em qua mẫu một em này, Dakota hàng hiệu của Nhật mấy anh chị. Em này cái dây nó dài nè, mình đeo vai được y như hàng cổ vậy đó. Đây nó sẽ có bị đậm đậm gốc chỗ này, da nó dày cộm. Phụ kiện em này nè mấy chị, cái màu của nó là đen đen như thế này ha, hàng cổ. Rồi ở đây nó sẽ có một cái gài lại như thế này. Cái dây em này là nó nhỏ nhỏ thôi, da còn mướt mấy anh chị, nhưng mà sẽ có bị nhạt nhạt cái phần chỗ cầm nắm này ha. Da đẹp xịn. Phơm sẽ không đẹp mấy anh chị, ở đây nó sẽ có bị cấn phơm rồi này ha, mất phơm rồi, da dày cui luôn. Gốc thì lại không mày mòn. Rồi cái hiệu này da nó xịn dữ lắm mấy anh chị, Dakota đó ha, hiệu da của nó lúc nào cũng dày dặn hết trơn á. Rồi đây mấy chị nó sẽ đậm đậm gốc một xíu thôi, nó không bị trầy khờn da cái phần gốc. Ở đây nó có khờn một cái vết chỗ này. Rồi màu thì đẹp, da nó bóng lưỡng luôn ha. Có một cái ngăn nhỏ nhỏ thôi, đây có ngăn xíu xíu thôi. Lớp vải kaki màu rêu gì là đẹp quá nè. Rồi khóa một khóa, khóa đầu bản da luôn nè, khóa nhẹ tơn. Đây bên trong, ở bên trong em này lại rất là sạch và mới nha mấy chị, lớp vải màu riêu chỉ một ngăn thôi. Ở đây nó là cái gì đây, đây là cái ruột thôi mấy chị, không có khóa ha, đó chỉ là một cái ngăn như vậy thôi. Vải này kaki, vải sạch đẹp, nó mới, cái vải này em thấy nó còn thẳng dải ghê luôn nè ha. Một cái khóa, khóa IKK, cái khóa cái tông của đậm đậm như vậy. Một khóa phụ. Rồi ngăn này sâu tới đáy, vải lót rất là sạch.
Đây cái tab Dakota nè mấy anh chị ha, rồi da thật. Ở bên đây sẽ có một ngăn nữa nè, đây một ngăn nữa thôi, rồi không có một vết dơ nào nha mấy anh chị, sạch đẹp dữ lắm, sao rất là mới luôn ha. Ở ngoài thì mình sẽ thấy có vài vết trầy và xước da, nhưng mà ở trong lại rất là mới luôn. Rồi phát kéo ngon lành, chỉ có một cái ngăn nhỏ nhỏ thôi, rồi sạch ghê luôn nè, thẳng băng giải luôn. Da, cái phần da này nè còn đẹp, thật là đẹp luôn, mấy chị nó cứng nhắc luôn này ha, không có bị lưa tưa da gì hết trơn. Em này là mấy cô xài sẽ rất là sang. Rồi da nó sẽ bóng ngời ngời như thế này, không nặng mấy chị, da nó rất là dày, nhưng mà cái túi sẽ không có nặng tí nào hết, tầm chắc thôi. À, cao 18 ngang miệng 32, ngang đáy 39, dày 7 phân. Em bán 330, mã là 22X. 330, mã là 22X. Một em hàng cổ nè. Em tiếp tục. Em màu đen, em này là mình đeo vai, hàng của Ý mấy anh chị. Em này còn mới lắm, da rất là đẹp luôn. Ở đây cái logo khoen khoái em này nó còn vàng ánh luôn. À, quay dây thì đây, mướp rượt và rất là dày luôn mấy anh chị. Ô còn đẹp da dữ lắm. Bán dây này là khoảng 2 phân rưỡi, đeo vai ha, đeo vai thoải mái nè. Rồi khóa vàng ánh luôn, gốc cũng không có trầy khờn, cậu da nó chỉ cầm lướt mướt rượt luôn này ha. Rồi không có một tí lỗi da nha mấy anh chị, đều đẹp hết trơn. Có một cái khóa, cái size này là cái size đẹp nữa, ở bên trong là lót vải in hiệu hãng cái gì đó quên rồi, để em coi. Rồi khóa nhẹ tơn ha, ở bên trong là một khóa kéo và hai ngăn. Rồi em này cái dáng nó đẹp lắm, bên trong em này là Billibusa của Ý mấy anh chị ơi, một ngăn chính này ha. Rồi lót vải in hiệu hãng nè, cái vải nó bóng đẹp ghê sang. Một cái khóa khóa cũng là cái khóa hiệu, khóa nhỏ xíu mà hiệu đẹp, thật là đẹp luôn. Mới em này giữ. Rồi vải dù mấy chị in hiệu hãng. Cái ngăn này là cái ngăn khóa chính, sẽ có một cái khóa phụ, khóa nó nhẹ tên luôn ha. Cái đầu khóa là cái bản da còn mới tinh luôn. Bên đây sẽ có một ngăn. Ở bên đây một ngăn nữa. Rồi sạch đẹp hết nha mấy chị, túi còn cứng cáp. Mới tinh luôn. Đây, phơm nó sẽ mỏng mỏng như thế này mà bên trong nó rất là rộng luôn ha. Rồi khóa kéo ngon lành hết. Đây mấy chị, cái đầu khóa nó còn mới như thế này là mình biết nó, túi nó còn rất là mới, gốc không có một cái tí trầy khờn. Em này mới 95% trên luôn, da xịn. À, cao là 18, ngang miệng là 25, ngang đáy 32, dày 7 phân. Em bán 450, mã 922. 450, mã 922, xịn sò. Phơm này mấy chị còn rất là đẹp luôn ha, nó cứng phơm. Tiếp tục, em màu nâu, da giặt phân xấu. À, phơm dán cặp, rồi có dây đeo, không có tai sách ha. À, bản dây này là khoảng 2 phân, da em này nó dày dữ lắm, dòng da mềm mấy chị, dày cui. Rồi khoen khoái em này còn sáng ngời ngời luôn, vàng ánh, có tăng giảm. Dây là dây dính liền, da giặt vân xấu màu nâu đậm. À, cái tát hiệu gì đây? Rồi em chưa thấy được, cái chữ nó nhỏ quá. Ôi em này rộng dữ lắm nè mấy chị, có giá dày như thế này ha. Đấy, nó có mấy chia ra mấy ngăn như thế này. Rồi độ mới cao nha mấy chị, gốc không trầy khờ. Da này đã ghê luôn này ha, da giặt vân xấu, không có tí lỗi nào hết trơn, chị không có trầy khờn gì hết. Kim loại bên đây nè, còn vàng ánh luôn này ha, mới dữ lắm em này. Ở bên trong không có ngăn ngoài gì hết trơn. Ở đây nè, mình sẽ thấy là nguyên một cái tấm da như vậy. Đây mấy chị, liền hết trơn vậy nè ha. Ồ đẹp dữ vậy. Ở bên trong cũng rất là đẹp, cái nắp nè. Bên trong lót vải dù. Đây mấy chị, cái nắp túi coi nó đẹp nè ha. Da em này nó giống như là có phủ gì đó, nhũ nhũ. Em thấy nó bóng ngời ngời luôn. Ở bên trong đây sạch nha mấy anh chị, cổ sạch mới dữ lắm. À, lót cái vải gì in hình tùm lum la nè, cái màu nó là cái màu trắng kem. Rồi có hai khóa nữa, em này nó rộng, thật là rộng luôn. Ngăn này là ngăn chính giữa, sẽ có hai đầu khóa nữa. Rồi khóa thả ghê nè, khóa hiệu hết nè. Đây một ngăn nữa, em này sạch dữ lắm luôn. Ở bên đây một ngăn nữa, mình chỉ có ba ngăn chính và không có ngăn phụ nào nữa hết trơn. Túi dày dặn chắc dữ lắm. Khóa để em coi coi, khóa đẹp lắm. Rồi khóa em này nó còn vàng ánh, mấy chị, khóa đồng bộ hết ha. Rồi em này đã ghê luôn nè. Cái size nó là nó vuông vuông như thế này ha. Rồi da dày dặn chắc chắn, độ mới cao mấy chị. Ở đây có dập trên hiệu trên này mà nhìn không có được. Dây là dây dính liền, có tăng giảm. Độ mới rất là cao nha mấy chị. Cao là 21, ngang 29, dày 9 phân. À, em bán 450, mã là 227. 450, mã 227. Rồi em tiếp tục. Đây một em rút miệng dễ thương ghê nè mấy anh chị ơi. À đây Coroni ha, hình như là của Ý. À rút miệng sai rất là dễ thương. Bản dây này là khoảng 2 phân yếu. Cái này là mình đeo vai. À không, còn có tăng giảm nhiều lắm nè. Mình đeo vai đeo chéo đều được, tăng giảm hai bên. À, khoen khoác của em này cái màu vàng nó đẹp lắm luôn nè. Rồi đẹp nha.
cái tết hiệu có trầy khờn nhưng mà còn rất là đẹp luôn, mấy chị còn sáng trưng luôn ha. Cái này cái vàng của nó lạ lạ. À, bốn đinh đá túi nó sẽ có bị cấn này ha, rồi dập hiệu trên bốn cái đinh này, rồi đá túi là hình oval, bản da sẽ không có lỗi mấy anh chị, giá đẹp lắm. Rồi hai mặt này ha, mình thấy láng hết trơn luôn ha, rồi không có tí lỗi nào. Ở đây hai cái chùm tua rua dữ dằn luôn. Đây cái dòng da của em này nó sẽ mỏng mỏng thôi, nhưng mà sao ở đây em cầm em cảm thấy là lại rất là dày ha, còn ở đây mình sẽ cảm thấy nó mỏng hơn. Dây dính liền này ha, khóa bên này cũng còn rất là đẹp luôn. À đây, cái dây này sẽ hơi dài, cái dây này nè, rồi dài ghê luôn nè, quá trời to luôn. À, cái phần dây rút này, mướt rượt. Bên trong của em này, lót vải màu xám, vải kaki. Cái phần trên này sạch bóng, nhưng mà ở dưới cái đáy túi em sẽ thấy nó có đậm đậm vải, có bị dơ phần dưới ha. Một ngăn thôi, em này sẽ không có khoác kéo. Ở bên trong là cái ngăn phụ này, mấy chị, nó có nguyên một cái miếng két da và cái mã code luôn này ha. Đây, to đùng luôn nè, đây, ổ da ở trong này lại rất là dày. Rồi chỉ có một cái ngăn phụ thôi, không có khóa. Size em này thì nó dễ thương, nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Ở bên trong thì rất là rộng. Đây. Rồi đeo vai đeo chéo đều được mấy chị. Da thì đây, dày và mềm như vậy, dẻo. Ôi này, dễ thương ghê. Đấy, túi rất là rộng nè ha, bên trong. Cao là 24, ngang là 22, dày 17. À, em bé em này là 380, mã là 22M. 380, mã là 22M. Hàng Yến mấy chị ha, em tiếp tục. Đây một em màu nâu, em này đẹp ghê nè mấy chị, da rất là dày luôn, phần kim loại có ăn tiền này ha, sáng trưng hiệu dập trên này, ở đây nè cũng là cái logo hiệu, đây có feel gì nè ha, đây hiệu dập hết nè mấy chị, khoen khóa nè, còn rất là sáng, gốc em này cũng còn đẹp nè, em cũng không thấy trầy khờn, đây nó có một xíu xiu chỗ này thôi, ở bên đây láng luôn này ha, đáy túi đẹp nè, không có vết dơ, rồi nguyên cái mặt này mình thấy láng lình rồi nè ha. Rồi mấy chị không có lỗi da gì hết, da đẹp lắm, mới tinh. Ở bên hông ở đây nó có một cái vết nè, hơi nhẹ nhẹ thôi. Đây thì cứng ngắc luôn này ha. Đây người ta sẽ thêm một cái miếng da bính gì vô nữa nè. Ồ dày dữ lắm luôn. Em này mình xách tay và có thể đeo vai được, dây nó cũng dài dài xíu nè. Rồi ở đây sẽ có hai cái dây. Đây mình sẽ mở ra được như thế này ha. Đây mình khóa kéo còn gài lên cái nữa. Trời ơi, chắc dữ vậy. Đó, hai cái dây có nút bấm. Rút nhẹ ghê luôn ở bên trong. Ở bên trong lót vải in hiệu hãng này, mấy chị in nguyên cái logo này đẹp ghê luôn này ha, nó mới dữ lắm. Rồi em này ba bốn bộ đồ, ở đây có một cái khóa, cái khóa là cái bảng da, rồi cái da mà người ta dập hiệu lên trên này luôn, một khóa đây, cái tách này cái logo, rồi ở đây có cái code ở trong này, vải dù in hiệu hãng, rồi nó dày dặn đẹp dữ, màu nâu đậm. Ở bên đây một ngăn lớn một ngăn nhỏ, em này nó sạch nha mấy chị, sạch và rất là mới. Da này nó đều màu hết trơn, rất là mới nha mấy anh chị. Rồi hai cái nút này nhảy thật là nhảy luôn nè. Đây, rồi da này nó dày như vậy. Hôm nay mấy chị coi cứng nhắc luôn ha, màu rất là đẹp luôn, nâu mà nâu này nó sáng mấy anh chị, nó không có bị tối, đẹp ghê ha. Màu nâu sang á. À, cao là 19, ngang là 30, dày 12. Em bán 450, mã là 22R. 450, mã 22R. Rồi mới tin em này 95% đó anh chị. Em hiệu của Nhật mấy anh chị, em này độ mới cao nè ha. Rồi da em này đẹp dữ luôn, bóng ngời ngời luôn và nó trơn lĩnh như thế này. À, không có tì vết gì luôn nè ha, đều hết trơn. Gốc có bị khờn gốc ở chỗ này. Rồi nó sẽ có bị khờn ngay chỗ này xíu. Năm cái đinh, đáy túi thẳng băng luôn, không có tì vết. À, tách hiệu này mấy chị coi vàng ánh luôn ha, khoen khóa cũng vậy nè, trên đây nè còn vàng sáng. Khóa kéo thì lại bị mờ. Bên hông đẹp rồi, em này da mấy chị hai mặt không có một tí lỗi da, có bị gốc thôi, size cưng cưng, độ bóng cao này ha, da mướt. À, quay dây em này cũng vậy, à, không có khác biệt mấy chị, nó mướt rượt à. Khóa một khóa kéo thôi, khóa nhẹ. Em này thì gọn gọn thôi, có thể hai bộ đồ thôi mấy chị, nó không có to lắm. Lót da bị u ở bên trong nó thật là mới sạch. Rồi đẹp ghê, cái phần đáy túi người ta làm này mấy chị, thẳng băng luôn ha, đâu vào đấy. À, cái tát hiệu, rồi một cái khóa, à, khóa màu đen, khóa giọt nước. Ôi cái phần da của em này nó xịn dữ lắm anh chị ơi, nó dậy cui luôn và nó láng lình, em không thấy trầy khờn luôn nha, sạch bon luôn á, mới dữ. Cái này quá trời đẹp rồi. Da xịn sò hiệu của Nhật. Đây mấy chị có phơm túi như thế này, túi không bị nặng mấy chị, sao nó đã lắm. Rồi phơm cứng nhắc luôn, da này nó bóng ngời ngời.
cao là 22, ngang 28, dày 11. À, em bán là 430, mã là 22L, 430, mã là 22L. Em này nó sang mấy chị ha. Đây, mình xách nè, rất là sang. Rồi, phụ kiện vàng ánh. Một em phơm công sở rề Numa. Cái bản dây này là mình đeo vai nè, dây dài. Bản dây là 2 phân. Em này sẽ có bị trầy khờn da, mấy chị hơi bị nhiều ha. Rồi, rề Numa Bari. Cái chỗ này đẹp lắm nè. Cái màu vàng này là cái gì ta mà nó láng lình nè. Nó đẹp. Góc thì đẹp, có bị khờn da ở trên mặt này nè, tác hiệu ở đây. Rồi, 4 đinh, đáy túi cũng có cấn cấn phơm. Đây mấy chị, nó có vài vết nhẹ nhẹ thôi ha, nó không có bị vết nào đậm sâu hết trơn á. Mặt sau, rồi cũng vậy luôn, có vài vết. Bên hông. Bên hông thì đẹp. Một cái khóa nè, phơm công sở to đùng. Ở trong lót vải rề Numa rồi, màu đen, khóa nhẹ mấy chị, khóa cũng là cái khóa hiệu ha. Mà mình sẽ thường thường thấy cái khóa này là cái khóa mà dịp dịp á, còn cái khóa này lại là khóa tròn. Rồi bên đây cũng là cái khóa tròn này ha. Một khóa này, khóa nhẹ lắm. Đây bên trong là hai ngăn, một cái khóa giữa. Ở bên trong em này nó sạch đẹp dữ lắm mấy chị ơi. Cái vải này vải gì đây, vải dù, vải hãng nè. Ồ nó đẹp dữ luôn. Đây sẽ không có ngăn. Ở bên đây có một cái khóa. Ồ quá trời rộng luôn. Ngăn này sâu tới đáy luôn nè ha. Ở đây cái gì? Có mã code ở dán trên này. Rồi vải lót rất là sạch đẹp. Khóa là khóa đồng bộ, khóa tròn hết nè. Một ngăn giữa. Ôi đẹp dữ lắm cái phần lót. Không có một tí dơ nha mấy anh chị. Ở ngoài nó sẽ có bị trầy khờn da. Nhưng mà sao bên trong đẹp dữ lắm. Biết tin nè. Có ngăn gì nữa không? Rồi chỉ có một ngăn như vậy thôi. Hai ngăn, một ngăn giữa thôi. Một cái khóa ngoài nữa ha. Rồi để em coi lại cái này cho nó tới đâu. Em này sẽ tới đây thôi, không tới đáy. Sạch như vậy. Khóa nào khóa nấy nó nhẹ, thật là nhẹ. Rồi da thì nó xịn mấy chị, da đã dữ luôn ha. Rồi độ bóng cũng cao nhưng mà có bị trầy khờn. Phơm công sở, rộng bên trong lắm. Cao là 25, ngang miệng là 31, ngang đáy 34, dày 8 phân. Em bán em này 380, mã là 22 ơ. 380 mấy chị, mã là 22 ơ. Có bị trầy cấn da ha. Rồi em qua mẫu. Tiếp tục em này đắt anh mấy chị. Trời ơi phơm nó đẹp ghê luôn này ha. Phơm còn cứng khóa cáp ghê luôn. Tác hiệu có bị mù mờ nha mấy chị. Ở trên này, ở đây. Đây nó cũng có một cái điểm nhấn của cái hiệu này là luôn luôn là có canh vá sọc ha. Đây ở dưới này. Cái này là da mấy chị. Em này độ mới cao nhưng mà phụ kiện không đẹp. Gốc đẹp nè. Ở đây nó có đậm đậm xíu nè, đây nó cũng có một cái đường xíu này. Canvas. Cái này là để coi. Cái này không phải là canvas, cái này là vải mấy chị, vải dày, vải hãng. Ở đây nó cũng có đậm đậm xíu chỗ này, nhưng mà màu em này còn rất là đẹp mấy anh chị. Màu như thế này em không biết kêu mà màu gì. Xám xám gì, xám xanh gì đó ha. Rồi bốn cái đinh này có dập nè mấy chị, hai cái chữ D này ha. Rồi cái đinh này nó tròn do, nó to đùng như thế này. Đáy túi thì thẳng đẹp nè. Có bị dơ dơ xíu thôi. Ở bên này đây nó cũng có vài vết này mấy chị, nhưng mà em này đẹp da, phơm còn rất là cứng. Đây cái khóa này ha, đây nó cũng có bị mù mờ mấy chị, cái tác hiệu. Ở đây cái phần da quai của em này nó sẽ có hơi nhăn nhăn da này ha. Đây, răng răng xíu nè. Đây, rồi mấy chị nó có nhăn nhăn cái phần này. Hai phân, mình xách tay thôi, phơm còn cứng đẹp thôi. Ở bên trong là lót vải màu nâu in hiệu hãng đẹp ghê luôn. Rồi khóa nhẹ ha, ở bên trong là một khóa và hai ngăn. Đây bên trong lớp vải màu nâu đẹp ghê nè ha, in hiệu hãng mấy chị, in chữ Đát nè ha. Rồi có một cái khóa, cái khóa là cái khóa cái hiệu Đát luôn nè ha, khóa nhỏ xíu cũng in hiệu màu kem á. Một ngăn, rồi ngăn này sẽ sâu tới đáy. Em này cái vải nó cái này không phải là vải dù mấy chị, vải nó im ru luôn ha, và nó rất là mới ở bên trong, mới dữ lắm luôn nè. Đây sạch bon luôn, vải đẹp. Đây nó có cái tách 7 màu. Đây, không phải đây, cái tác kim loại thôi, không phải tác 7 màu, còn đẹp. Rồi một ngăn, ở bên đây sẽ có một ngăn nữa. Nó sạch dữ lắm mấy chị, nó mới. Ở bên này một ngăn nữa, sẽ không có ngăn phụ nào nữa hết. Một ngăn chính, hai ngăn phụ. Rồi em này là cái phơm nó cứng mấy chị. Phơm đứng ha, không phải là cái dòng da mềm. Đây phơm còn cứng ngắc như thế này, sách sang lắm luôn. Điểm nhấn là cái caro. Màu cũng lạ lạ, độ phơm đẹp ghê luôn. Ở bên trong không tì vết, không một vết là dơ mấy anh chị. Cao là 21, ngang 27, dày 10 phân.
À, em bán em này là 350, mã là 22A, 350, mã là 22A ha. Đây, tiếp tục mấy anh chị. Em màu xanh mấy anh chị ơi, cái này là xanh gì, xanh xanh da trời hả? Nó đậm đậm xíu. Đây, màu như thế này. Màu đẹp lắm. Cái dòng da này đã lắm anh chị, nó mềm như thế này ha. À, xách tay thôi. Cái da này nè, mình rờ mấy chị nó thật là láng, nhưng mà mình nhìn á nó sẽ có những cái trắng 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 này ha. Đó, nó không phải là trầy mấy chị. Da nó là sao? Chứ nó mới giữ. À, gốc sẽ có bị đậm rất là ít luôn nè. Đây, đậm bốn gốc. Đây, đáy túi nè mấy chị cũng vậy nè, mình sẽ thấy nó trắng trắng lạ lạ lắm. Nè, kim loại cổ đẹp nè, nó mới tinh luôn như mới vậy đó. Đều hết cái túi nha mấy chị, mà mình rờ nó sẽ láng, nó không có bị nhám tay gì hết á. Có một cái ngăn phụ. Da này nó mềm nhũn luôn. Lớp vải kaki màu xanh, xanh đậm. Rồi cái khóa. Đây, cái cham da này mấy chị khối đẹp nè ha. Rồi khóa thì khóa kéo nè, cái đầu khóa nó vàng ánh luôn, nó mới dữ lắm. Rồi khóa nhẹ lắm. Đây bên trong. Đây sao rộng dữ vậy? À, cái kiểu người ta làm dây kéo tuốt ở trên này nè. Thành ra mình nhìn cái tuốt nó rất là rộng. Một ngăn nhỏ. Ở đây có một cái khóa, khóa IKK, khóa màu xanh. Một ngăn phụ, vải kaki mấy chị. Ở đây cũng có cái tát hiệu nè ha, cái miếng da luôn nè. À, lót bên trong em thấy sạch đẹp lắm nè. Rồi sạch sẽ dữ lắm, mảnh mênh mông luôn. À, da em này nó mềm, đã, thật là đã luôn. Đây, quá trời rộng bên trong. Em này nếu mà nó để đựng quần áo mấy chị, ba bộ đồ khỏe re luôn. Rồi khóa nó nhẹ tơn luôn ha, khóa còn trắng bóc luôn như vậy. Em này cái túi nó còn sáng trưng à mấy anh chị, phụ kiện nó đẹp, thật là đẹp luôn nha. Phụ kiện nó sáng mấy anh chị, không có trầy khờn, sáng bóng luôn á. Em này không có cũ nha mấy anh chị, da đã như vậy. Đây, mềm như vậy nè, bỏ cắp xe vẫn được ha. Kiểu thì đơn giản, xách tay thôi. Rồi có cái tua rua này đẹp nè, còn mới tinh nè. Cao là 24, ngang miệng 37, ngang đáy là 26, dày 10 phân. Em bán 350, mã 22E. 350, mã 22E, độ mới cao nha mấy anh chị. Rồi, video của em đến đây thôi mấy cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin cảm ơn và em xin chào.